Hello, chào mọi người nha. Bữa nay mình đã đi chợ Du Gia gặp Đại Đại Gia nè đó. Đại Gia Châu Hưng nha mọi người. Đó, đang chở Đại Gia về Vuông Tôm. Thì gặp Đại Gia giữa đường đang uống phê nè, thấy Đại Gia sáng sớm đi uống phê rồi. Chìm giò uống phê bây giờ bữa nay mình chở Đại Gia về. Gặp lại Đại Gia rồi. Đại Gia còn mấy tháng nữa cứ vợ Đại Gia? Mấy tháng nữa. Đại Gia mấy tháng nữa, Đại Gia cứ vợ cho mọi người. Đại Gia để câu kia nhiều quá xong không chịu cạo râu đi. Tới đó cưới, tới đó cạo. Tới ngày đó cưới cạo luôn hả? Bây giờ mình đang trên đường đưa Đại Gia về nhà nè. Sáng sớm thấy Đại Gia tới quán cà phê rồi, ngồi nhìn cho quán cà phê kìa. Bây giờ đang đưa Đại Gia về nhà, chắc cũng gần tới nhà Đại Gia rồi. Ta Đại Gia chỉ đường đi nữa rồi. Đại Gia đâu chịu đi xe hơi đâu, nói đi xe Honda đi cho nhanh. Chào mọi người Đại Gia. Chào mọi người đi. Hello đi. Chào người. Đó, mọi người thấy không? Thấy Đại Gia ngồi không? Ngồi cậu không? Ngồi xe rất là ngầu. Mình đi đường Châu Hưng luôn hả? Đi đường dưới luôn, thẳng luôn hả? Thẳng luôn. Rồi. Rồi mình sẽ chở Đại Gia về Vuông Tôm nè. Sáng sớm mình đi uống phê thấy Đại Gia ở chợ rồi, mình uống phê sớm ở chợ Du Gia, uống phê sớm lắm. Sáng sớm bây giờ mình chở Đại Gia về cho Tôm ăn. Giờ này tới giờ cho Tôm ăn chưa Đại Gia? Chưa đâu. Chưa hả? Ủa sao vậy, cho nó ăn vậy? Tôm cho ăn vậy? Cho ăn vậy, Tôm cho ăn vậy, nuôi Tôm cho ăn gì vậy? hồi sáng mình đi qua uống phê gặp đại gia, Đại Gia kêu mua vé số đi chúng rồi. Mình nói thôi mình không chơi vé số đâu. Đại Gia nói mua đi là chúng rồi. Còn Đại Gia sáng sớm này uống phê mua vé số đó. Mua vé số rồi mấy mét Đại Gia mua mét hả? Sao quên vậy? Quên hả? Trời ơi, tưởng mua nhiều Đại Gia phải mua nhiều vô chứ. Đại Gia 7 tháng, Đại Gia cứ vợ nha mọi người. 7 tháng à? 7 tháng hả? Ừ. 7 tháng nó cứ vợ đó. Hồi nó chừng nào tới đường vô nhà nói với em nha, em chở vô nha. Rồi chuẩn bị chở Đại Gia về tới nhà mọi người. Đây mình đang trên đường về nhà Đại Gia. Đường về quê nhà Đại Gia nè mọi người. Đó, Đại Gia Phú Hưng á. Đang ba lâu? Còn tới 2 lát đi ngay. Còn 2 lát đi. Thế mà em đúng chô lâu rồi đúng nấu. Chắc nó lắm. Còn đấy vậy? Đại Gia nó vô đường nhà Đại Gia nuôi Tôm được đất mọi người ơi. Đại Gia nó chưa tới đâu. Đang đi đường nè. Bữa nay Đại Gia gọi người dưới quê Đại Gia là kêu mọi người nha. Đó, Đại Gia này Đại Gia về tới nhà rồi. Bữa nay dịp mình về quê đám cưới nhỏ em đi nhà cháu. Bữa nay đi uống phê gặp Đại Gia. Chở Đại Gia về nhà. Chở Đại Gia về nhà mình cũng quay một clip lại để đăng lên để cho mọi người xem nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cái like nha mọi người. Bữa nay gặp được idol Đại Gia rồi. Đại Gia Châu Hưng nha. Đó, Đại Gia Châu Hưng sáng sớm là uống phê rồi.
đó, chỗ đó lại chua lắm. Tía. Đấy, cần ta nha tí. Đắng mà nhưng đọc lâu chối, tao đâu lơ. Nó khổ mới đắng đấy. Thế đại là già đó người, thấy không? Đó. Là già người, người có sao lưng lại dài lắm. Sáng sớm là đi uống phê nha, mua cho số đó. Là già nó không chỉ có nhiêu đó là mỗi ngày là nhị thôi à. Sáng sớm là đi uống phê, mua tại cho số rồi. Thế gần gần tới không lâu chút, chứ còn gì nữa. Tại gia miền Tây nha mọi người. Bữa nay mình gặp là tại gia miền Tây nha. Sáng sớm là gặp tại gia miền Tây rồi, đi uống phê rồi. Tại gia nó vậy đó, uống phê cũng có số thôi. Tại gia nó chiều 4 giờ rưỡi không biết ai vào ngay. Đi vô chú mau rõ khi xả đây xả hay đen chú quá nhập mau đỡ chồng bè mũi cho nam ấy đi cháu là sao gặp người đại gia mừng quá vậy biết cười thế người mình không biết nói gì nữa. Bây giờ mình chở đại gia gần tới đường vô nhà đại gia nha, vô chúng tôi đại gia nha. Tới chưa? Tới rồi. Đường nào vô đường nào? Đường trước đây, chạy vô luôn ha. Chạy vô luôn, đường tắt chạy vô luôn. À, đây gần tới rồi. Ô, đường này cũng đường lọ rồi, vô tự được. Vô đại gia vô, sau đó mình sẽ quay cảnh cái vuông tù của đại gia nha mọi người. Đại gia nói 7 tháng là cứ vợ nha. Đây vuông tôm ai vậy đại gia? Người ta không? À. Người ta coi tới vuông tôm của đại gia chưa? Chưa, về nắng. À, về nắng hả? À. Lớn không? Vuông tôm đại gia lớn không? Lớn lắm. Lớn mà. Chắc cho có dự lính đâu đại gia có muốn lính làm không? Không có em. Em hả? Em. À, không gì không muốn mời người làm à? Đi đường nào? Đi đường này lên trên đó. Đây, cái này mình vô đường đại nhà đại gia nha. Ê, xuống xong rồi. Hên quá không sao. Khó lắm. À, đường này hơi khó tại mình một tay quay với một à. Không đó. Con đi té. Quay lại. Quay lại hồi xuống chân tôm luôn nè. Đây đại gia kia quay lại sai đường rồi mọi người. Sai đường nha. Rồi mình xin chào mọi người nha. Clip mình xin kết thúc đây nha. Rồi ấy nữa nha. Rồi. Chào mọi người, đại gia gì đi về. Đó, đại gia gì đó. Chào mọi người nha. Mọi người thấy clip này vui vẻ mọi người nhớ đăng ký kênh và subscribe cho mình nha mọi người. Chào mọi người.